Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái với một mái tóc ngắn rất là dễ thương. Các bạn cùng mình tô bức tranh này nhé. Chiếc bờm ở tóc, chiếc nơ bột tóc mình tô màu cam sữa, mái tóc thì mình tô màu xám khói nha. Chiếc áo thì mình cũng tô màu cam sữa nhé. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nha.
Vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thành xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video hướng dẫn tô màu tiếp theo của mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.